nhịn tiểu hay là bí tiểu nguy hại đến tử vong bà con ơi, nhất là dưới văn phòng ngồi làm nhiều rồi lười biếng đi tiểu và không có điều kiện đi tiểu, cho nên nó bí tiểu và nhịn tiểu như vậy là nguy hại vô cùng cho sức khỏe của con người. Bởi vì nhịn tiểu hay nín tiểu thỉnh thoảng thì không sao, nhưng nhiều lần bí tiểu không tiểu được tổn hại cho thận, bài tiết cơ thể, thận lọc nước dư thừa ra khỏi máu thông qua nước tiểu, bàng quang đạt 250 đến 800 ml là sẽ gây kích thích muốn đi tiểu. Cho nên có nghiên cứu của Mỹ, nhiễm khuẩn niệu đạo bí luôn, khi cao tuổi bệnh viện phải can thiệp, lây nhiễm vi khuẩn nước tiểu làm cho sỏi thận, suy thận, tử vong vì nước tiểu chạy ngược vào bệnh thận. Nước tiểu chạy ngược vào thận cho nên gây ra những bệnh thận. Nghi ngờ có vấn đề thì khám chữa bệnh ngay ở bệnh viện bà con ơi. Bà con ta nếu mà nhịn tiểu, nguy tiểu và nín tiểu thỉnh thoảng thì không sao, nhưng nhiều lần thì bí tiểu, nhịn tiểu nó là tích lại trong cơ thể, thận lọc nước dư thừa ra khỏi thông qua đường nước tiểu, bàng quang đạt 200 ml đến 800 ml gây kích thích. Gây kích thích muốn đi tiểu, nhưng mà cố nín lại thì nó bị nguy hiểm đến sức khỏe là thận nha bà con, bị sỏi thận. Cho nên khi đi tiểu là phải cố gắng đi tiểu, đừng nín và đừng nhịn. Nghiên cứu của Mỹ cho thấy rằng nhiễm khuẩn niệu đạo bí luôn, khi cao tuổi thì bệnh viện phải can thiệp, lây nhiễm vi nước tiểu. Bệnh viện phải can thiệp trong lây khuẩn về nước tiểu, nó làm cho sỏi thận, suy thận, tử vong vì nước tiểu chạy ngược vào thận. Nghi ngờ có vấn đề là trực tiếp bà con ta trực tiếp đi liền nha bà con, đi liền bệnh viện để kịp thời cứu chữa bà con ơi. Kênh của chúng tôi ngày có 4 video chuyên nói về đời sống và sức khỏe, bà con hãy cho chia sẻ, bà con hãy chia sẻ để mọi người mạnh khỏe, bà con hãy chia sẻ để mọi người thấy và ủng hộ cho chúng tôi là đăng ký và chia sẻ bà con ơi. Bà con ủng hộ nha bà con, để biết được rằng bệnh thế nào là ăn gì uống gì, bệnh thế nào còn gì thì chúng tôi đều nói rõ nhanh gọn. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.